bị phạt 20 triệu đồng vì nhận cầm cố căn cước công dân. Nhận cầm cố 60 căn cước công dân, một người đàn ông trú huyện Than Uyên, Lai Châu bị xử phạt tổng số tiền 20 triệu đồng về hai hành vi vi phạm. Tối ngày 14 tháng 4, lãnh đạo công an huyện Than Uyên cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh L. V. N. trú xã Mường Than, huyện Than Uyên, 20 triệu đồng về hai hành vi vi phạm. Tại cơ quan công an, anh N. thừa nhận đã nhận cầm cố căn cước công dân của người dân và học sinh với mức giá từ 100.000, 200.000 đồng một thẻ. Ngoài việc cầm cố căn cước công dân, anh N. cũng thừa nhận hoạt động tín dụng mà không đủ điều kiện về an ninh trật tự. Trước đó, công an huyện Than Uyên kiểm tra, phát hiện cửa hàng kinh doanh mua bán xe máy, điện thoại di động Văn Nhận đóng tại bản Cẩm Trung 1, xã Mường Than, do anh N. làm chủ đang cầm cố 60 căn cước công dân của hai học sinh và 58 công dân tại các huyện Than Uyên và Tân Uyên, Lai Châu, huyện Văn Bàn, Lào Cai, huyện Nghĩa Lộ, Yên Bái. Công an đã thu giữ toàn bộ số căn cước công dân này và đưa anh N. về trụ sở làm việc. Anh N. bị xử phạt 20 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng về hành vi nhận cầm cố căn cước công dân, 15 triệu đồng về hành vi hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi đã bị cơ quan công an thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Theo công an huyện Than Uyên, các trường hợp cầm cố căn cước công dân lấy tiền tiêu, học sinh thì lấy tiền chơi game rồi báo mất để được cấp lại. Cơ quan này đã chỉ đạo xác minh và phân loại các trường hợp mang căn cước công dân đi cầm cố để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.